Rất vui khi được gặp lại quý vị trong phần bản tin ba sạch. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 12, ông Nguyễn Văn Hùng, quyền Cục trưởng Quản lý Thị trường Thanh Hóa cho biết, lãnh đạo tỉnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với hộ ông Nguyễn Hữu Dũng, số tiền là hơn 420 triệu đồng. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa, gia đình ông Dũng có hai vi phạm, gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị phạt 35 triệu đồng, buôn bán lưu thông trên thị trường sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà có một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn pháp luật bị phạt 389 triệu đồng. Trước đó, ngày 1 tháng 10, đội quản lý thị trường số 10 phối hợp với Cảnh sát môi trường kiểm tra kho hàng của ông Dũng ở xã Hoàng Hợp phát hiện 6,8 tấn thịt sấy khô các loại, gần 1 tấn các mặt hàng ruốc thịt, ruốc sấy hương biển, bánh tráng trộn và nước sốt. Chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chiều mùng 8 tháng 12, toàn bộ lô hàng có trị giá gần 580 triệu đồng đã bị nhà chức trách tịch thu đưa đến bãi rác Đông Nam để tiêu hủy. Đến nay, thành phố Hà Nội đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất rau an toàn, với hơn 5.000 ha rau được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cung cấp cho người tiêu dùng thủ đô, mang lại hiệu quả kinh tế cao, trung bình từ 300 triệu đến 500 triệu đồng mỗi ha một năm, trong đó hơn 1.200 ha cho doanh thu là hơn 1 tỷ đồng một ha một năm. Cá biệt là có diện tích đạt doanh thu là 2 tỷ đồng một ha một năm. Đáng chú ý, việc sản xuất rat đã làm thay đổi tập quán canh tác và giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân các vùng rau được ứng dụng khoa học kỹ thuật che phủ ni lông nhà lưới nhà màng bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom tiêu hủy bảo đảm vệ sinh môi trường tỷ lệ sử dụng thuốc thảo mộc sinh học đã lên tới 60%, số lần sử dụng thuốc giảm 30%, chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm 50%, dự kiến thành phố sẽ mở rộng thêm từ 3.000 đến 4.000 ha sản xuất rau an toàn, đồng thời tăng cường kiểm soát từ 30 đến 40 mô hình chuỗi cung cấp rau an toàn và 100% sản phẩm có thể truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ cho người tiêu dùng thủ đô. Thưa quý vị, gần 10 năm nay, ông Mai Văn Phương ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã nghiên cứu và mạnh dạn trồng thanh long trên cây mắm xung quanh vương tôm. Đây được xem là mô hình mới mang lại nhiều triển vọng phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ sinh thái vùng ngập mặn. Sáng tạo ra cách làm cho giống thanh long bản địa sống cộng sinh trên cây mắm là điều mà chưa ai nghĩ tới. Ban đầu ai cũng xem ý nghĩ của ông Phương là điên rồ, không thực tế. Nhưng với giống thanh long chịu mặn ngay tại quê hương, ông Phương đã chứng minh hiệu quả bằng những trái thanh long chín đỏ ngọt thơm, hoàn toàn tự nhiên, chinh phục được những khách hàng khó tính nhất. Thật sự mình đem ra người ta nói là thanh long chua, nước mặn mặn cái gì, chua lè, chua lét hay là mặn chằn rồi này kia. Cái gì của nước mặn thì thì nó là, 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 không ngon. Nhưng mà mình đã thử rồi, mình đã thử đồ cho cái độ chín theo ngày như thế nào rồi, cái độ mỏng như thế nào mình đã thử hết rồi mình mới dám đem ra thị trường. Qua năm sau thì ta thấy bán được rồi, đem ra nhiều hết nhiều. Hơn 1.500 gốc thanh long được trồng ký sinh bám trên cây mắm trên diện tích 1 hecta đất vuông nuôi tôm. Từ đây, ông Phương đã tạo thành mô hình 3 tầng sinh thái, giúp tái tạo lại môi trường tự nhiên. Mà làm muốn đổ rồi vẫn còn một cái sản phẩm hữu nữa là cái gì? Cái lá. Thì bây giờ mình phải kiếm cách nào đó để mình tận dụng cái lá đó để mình làm. Để cuối cùng rồi khi một cái quy trình sản xuất trong một cái vuông mình nó khép kín nó vừa không gây ô nhiễm cho môi trường mà vừa được cái mà mà kinh tế cho gia đình. Hơn một năm nay, thanh long ông Phương bán ra được 15.000 đồng một ký ngay tại vườn, mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập khá cao và ổn định. Thành công của ông Phương là minh chứng cho thấy khả năng chung sống và phát triển kinh tế ngay trên vùng ngập mặn, một hệ sinh thái vốn rất nhiều tiềm năng, nhất là trong bối cảnh tài nguyên vùng ngập mặn đang dần cạn kiệt thì mô hình này mở ra hướng phát triển du lịch và khôi phục hệ sinh thái cũ, bảo vệ hệ sinh thái non vùng ngập mặn. Tại vườn mai của gia đình ông Lê Hồng Nhãn ở xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, một số cây mai đang trong tình trạng nở sớm một phần, ảnh hưởng đến số lượng nụ mai vào dịp Tết. Theo ông Nhãn, dù trồng trong chậu hay dưới đất thì mai vẫn trổ sớm do ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết và cách chăm sóc. Đối với điều kiện ở miền Nam, thời tiết để cây mai trổ lý tưởng là từ 28 tới 32 độ C. Nhưng những ngày qua, nhiệt độ tăng cao khiến các vườn mai bị trổ bông sớm. Do thời tiết. Cái thời tiết năm nào mà cái gió chướng về mạnh. Thời tiết nóng thì cây mai nó sẽ chỗ sớm thì lúc đó mình sẽ coi và uh, lặt lá mai cho nó trễ hơn một chút còn cái năm nào á, mà trời lạnh nó nó về uh, lạnh sớm á, thì cây mai đó nó sẽ chỗ chậm hơn bình thường vừa rồi là phần bản tin ba sạch sau đây sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTC16. Thưa quý vị, khối không khí lạnh suy yếu và lệch ra phía đông nên tại khu vực phía Bắc về đêm và sáng sớm, khả năng sẽ xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ ở nhiều nơi, đặc biệt là ở những khu vực ven biển hoặc là ven sông, đồi núi làm giảm tầm nhìn xa chỉ từ 2 cho tới 4 km về đêm muộn và sáng sớm. Đến trưa thì trời nắng ấm sương mù tan đi nhưng thay vào đó là độ ẩm không khí giảm xuống chỉ còn trong khoảng từ 40 cho tới 60%, khiến trời hết sức hanh khô gây khó chịu cho người dân và tăng nguy cơ cháy nổ ở những khu vực dân cư đông đúc có tích trữ nhiều hàng hóa. Không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ ấm dần về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 cho tới 25 độ. Khu vực Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi trời mưa rải rác, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 24 cho tới 27 độ. Cùng trong quá trình tăng nhiệt khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, trời bớt rét hơn, trời có nắng từ sớm và không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 32 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 đến 7 độ vĩ Bắc, nên từ vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị cùng theo dõi.